미치고. Chúng ta xem những tác phẩm điện ảnh và truyền hình của Trung Quốc, thường xuyên nhìn thấy những tình tiết tham quan ô lại dựa vào sau lưng các thế lực lớn bao che, hung hăng càn quấy, không đem chấp pháp quan viên để vào mắt. Khi quan viên rút ra một thanh thượng phương bảo kiếm, hô lên một câu, thượng phương bảo kiếm ở đây như hoàng đế đích thân đến, tham quan ô lại đều bị dọa hai chân như nhũn ra, quỵ xuống đất cầu xin tha thứ. Thượng phương bảo kiếm xuất hiện lần đầu tiên vào thời Hán. Vào thời điểm đó, thanh kiếm chỉ đại diện cho hoàng đế, không có bất kỳ quyền lực hay thuộc tính nào. Thượng phương là nơi sản xuất các đồ vật chuyên dùng cho hoàng gia. Bên trong thượng phương đều là những thợ thủ công xuất sắc được tuyển dụng từ khắp nơi trong cả nước. Đại diện cho cấp độ rèn cao nhất của đế quốc, vũ khí được sản xuất từ thượng phương đều là tinh phẩm. Bảo kiếm của hoàng đế cũng là sản xuất từ thượng phương thợ thủ công làm bằng tay và cái tên thượng phương bảo kiếm cũng được đặt tên từ đây. Từ sự xuất hiện của nhà Hán đến nhà Nguyên, thanh thượng phương bảo kiếm chỉ là bội kiếm của hoàng đế, ngẫu nhiên sẽ bị hoàng đế cho rằng bình thường lễ vật và đôi khi nó sẽ được trao tặng như một món quà, không có biểu tượng quyền lực thực sự. Vào năm 1276, toàn bộ Trung Quốc đã bị người Mông Cổ chinh phục. Hốt Tất Liệt lên ngôi hoàng đế, lập ra triều đại nhà Nguyên khi cắt cử đại thần đến địa phương bàn bạc chuyện trọng yếu, mang tính vật như lệnh bài, công văn, những thứ này đều không có lực chấn nhiếp đối với các quan lại ở địa phương. Hoàng đế Hốt Tất Liệt dứt khoát đem bội kiếm của mình giao cho đại thần, hàm ý là ai không tuân theo ý chỉ liền chém. Từ đó thượng phương bảo kiếm trở thành một trong vật biểu tượng quan trọng của quyền lực đế quốc. Vào năm 1368, Chu Nguyên Chương lên ngôi hoàng đế, khai quốc vương triều nhà Minh, Mông Cổ bị đánh đuổi trở lại Thảo Nguyên. Chu Nguyên Chương được sinh ra trong một gia đình bần nông, văn hóa thấp. Ông nghĩ rằng việc sử dụng một thanh kiếm tốt hơn so với cầm bút lông khó có thể làm cho người tin phục. Ngoài việc thành lập hệ thống giám sát, Chu Nguyên Chương vừa trừng trị tham quan, thành lập chế độ ngự sử. Quan ngự sử chức quan này không cao, chủ yếu để giám sát những người có chức quan cao hơn họ. Họ dựa vào sức mạnh thanh thượng phương bảo kiếm, vương triều nhà Minh trở thành triều đại có nhiều thanh thượng phương bảo kiếm nhiều nhất trong lịch sử. Lịch sử đế quốc, các ngự sử đi tuần tra ngoài kinh thành đều được ban một thanh thượng phương bảo kiếm. Các quan chức được ủy phái đến địa phương làm công vụ cũng được ban cho một thanh thượng phương. Thậm chí ngay cả các tướng trong triều đại nhà Minh và nhà Thanh cũng được nhận thượng phương bảo kiếm của hoàng đế. Thanh thượng phương bảo kiếm không chỉ xuất hiện số lượng lớn trong triều đại nhà Minh mà nó còn đại diện cho rất nhiều quyền lực. Quan ngự sử có thể sử dụng đối với quan viên ăn hối lộ, trái pháp luật, trước tấu hậu trảm, nghĩa là trước tấu hoàng đế được hoàng đế phê chuẩn mới có thể xử tử tham quan ngay tại chỗ. Trong điện ảnh và truyền hình, kịch Trung Quốc chúng ta thấy đoạn thượng trảm hôn quân, hạ trảm nịnh thần và tiền trảm hậu tấu, kỳ thực chúng ta đang xem sự phóng đại của thanh thượng phương bảo kiếm của điện ảnh. Sử cũ có ghi, vào cuối triều đại nhà Minh có một sự kiện tiền trảm hậu tấu. Một viên tướng Viên Sùng Hoáng làm quan ở huyện Liêu Đông, nay là tỉnh Liêu Ninh, sử dụng thanh thượng phương bảo kiếm do hoàng đế Sùng Trinh ban cho, đã trảm giết viên tướng Mao Văn Long, tướng trấn giữ biên giới. Sau khi xử chém mới thượng tấu việc này, Sùng Trinh hoàng đế tuy ngầm cho phép nhưng trong lòng đã có bất mãn. Vào tháng 8 năm Sùng Trinh thứ 3, 1630, Viên Sùng Hoáng bị bỏ tù, sau nửa năm bị kết án với 3 tội lớn, trong đó có tội tự ý xử trảm Mao Văn Long và bị xử tử cực hình, ngũ mã phanh thây, năm ngựa xé xác. Năm 1636, triều đại nhà Thanh được thành lập, triều đại nhà Minh đã đi đến diệt vong. Thượng phương bảo kiếm biến mất trong lịch sử. Không có ghi chép nào trong lịch sử nhà Thanh về món quà của hoàng đế đã ban cho các quan chức. Trên thực tế, lý do rất đơn giản, từ đầu nhà Nguyên đến cuối nhà Minh, thanh thượng phương bảo kiếm do hoàng đế ban tặng không phải để tách rời quyền lực của mình mà để cho các quan chức đại diện làm mọi việc để duy trì sự ổn định của quyền lực đế quốc. Bất quá quyền lực trao quyền cho cấp dưới khó tránh khỏi gặp phải viên quan Viên Sùng Hoáng như vậy. Không khống chế được tình huống mà tự ý mình đưa ra phán quyết. Hoàng đế nhà Thanh có thể đã nhìn ra điểm này cho nên chấm dứt ban cho thượng phương bảo kiếm và nắm giữ quyền lực trong tay chính mình.
Mỗi miếng thịt chúng ta ăn là các bó cơ của động vật, nhưng động vật thì không chỉ có thịt với cơ. Một con bò chẳng hạn, chúng còn có cả nội tạng và xương, thứ mà đa số các quốc gia trên thế giới đều từ chối tiêu thụ. Xét trên góc độ của những nhà môi trường học, gia súc cần đến thức ăn, nước, không gian, tiêu tốn năng lượng và tạo ra một lượng lớn chất thải, thứ gây tác động không nhỏ đến môi trường. Quan trọng hơn, đó đều là những loài vật có sinh mệnh và điều này khiến nhiều người chọn chuyển sang ăn chay vì không muốn sát sinh. Vậy phải chăng sẽ dễ dàng hơn cho chúng ta nếu có thể tạo ra đúng phần thịt loài người mong muốn mà không để lại chất thải, cũng không cần giết bất kỳ sinh vật nào? Đó là lúc công nghệ sinh học tế bào vào cuộc, với tiềm năng tạo ra chỉ các bó cơ và mỡ, chúng được gọi là thịt nuôi cấy. Trong môi trường phòng thí nghiệm, các chuyên gia đưa vào tất cả những yếu tố cần cho một sinh vật sống phát triển: dinh dưỡng, oxy, độ ẩm, tín hiệu từ các tế bào khác để tạo ra thịt nhân tạo. Ở thời điểm hiện tại, các nhà nghiên cứu về thịt nhân tạo đã có thành công nhất định khi tạo ra các miếng thịt dạng nhuyễn như burger. Giờ đây, công nghệ làm thịt nhân tạo đang tiến vào một giai đoạn phức tạp hơn, tạo ra những miếng thịt thực sự giống thăn bò và ức gà, chứ không chỉ là thịt nhuyễn nữa. Nếu nhìn vào miếng thịt bạn vẫn ăn dưới kính hiển vi, bạn sẽ thấy đó là một cấu trúc hết sức phức tạp. Ma trận của tế bào cơ và chất béo hòa trộn cùng mạch máu và các mô kết nối. Tế bào cơ chứa protein, chất béo thì là mỡ. Kết hợp lại, chúng tạo nên hương vị cho từng miếng thịt bạn vẫn ăn. Trong khi đó, mạch máu và các mô kết nối thì tạo nên kết cấu cho nó. Một miếng thịt cần đến cả 4 yếu tố này, và đó chính là thách thức dành cho công nghệ sinh học. Các nhà khoa học phải làm sao để tạo ra một miếng thịt có đầy đủ sự phức tạp ấy thì mới thực sự có giá trị và xuất hiện được trên thị trường. Khoa học có thể tạo ra cơ và mỡ trong phòng thí nghiệm, nhưng mạch máu và các mô kết nối lại chỉ có thể phát triển trong một cơ thể sống. Thế nên các loại thịt được tạo ra từ trước đến nay chỉ có dạng nhuyễn dùng được trong món burger, chứ chưa thể có được miếng thịt bò hoàn chỉnh. Để tạo ra một miếng thịt nuôi cấy, các nhà khoa học sẽ lấy một mô sống kèm tế bào trong cơ thể động vật, sau đó cung cấp dinh dưỡng, oxy và độ ẩm cho chúng phát triển. Nhờ vậy, chúng ta có thể tạo ra cơ và mỡ riêng biệt rồi hòa trộn lại thành một miếng thịt. Nhưng vì không có mạch máu và mô kết nối, chúng chỉ là những miếng thịt nhuyễn, chứ không thể thành thịt thăn, ức gà được. Để giải quyết câu chuyện này, các nhà khoa học đã nghĩ ra cách mô phỏng lại cấu trúc thực sự của miếng thịt bằng một phương pháp tên Scaffold Development, tạm dịch dựng dàn giáo. Dàn giáo là một thuật ngữ trong ngành xây dựng, ý chỉ cấu trúc chống đỡ cho một công trình. Trong y học, nó được hiểu là hình thức phức tạp tạo ra các mô sống từ vật liệu sinh học dưới dạng tấm phim, gel, bọt biển nhằm phục vụ cho cấy ghép. Đối với y học, dàn giáo cần đảm bảo an toàn để không gây sốc phản vệ, dễ phân hủy sau khi hoàn thành vai trò hỗ trợ tế bào phát triển. Nhưng đối với công nghệ sinh học thực phẩm thì khác. Không chỉ ổn định để hỗ trợ các mô mà nó còn phải đáp ứng các tiêu chí rẻ tiền, ăn được và thân thiện với môi trường khi sản xuất đại trà. Dựa trên ý tưởng này, các nhà khoa học đã đưa ra nhiều công thức khác nhau để dựng dàn giáo cho thịt nhân tạo, như sử dụng cellulose trong thực vật, cytosan trong nấm hoặc alginate trong tảo. Natalie R. Rubio, chuyên gia nuôi cấy tế bào từ Đại học Tufts, Mỹ, mới đây đã đưa ra một công thức như sau. Sử dụng cytosan để tạo ra nước dạng gel, sau đó đưa vào ống rồi làm lạnh dần để tạo thành một chiếc khuôn dạng bọt biển. Tiếp theo, câu chuyện tế bào thịt vào khuôn cho chúng phát triển theo không gian 3 chiều nhằm tạo độ dày cho tế bào. Chiếc khuôn này giúp cho dinh dưỡng và oxy lan tỏa khắp các mô. Với phương pháp này, phòng thí nghiệm của Rubio đã tạo ra một miếng thịt cỡ nhỏ nhưng có kết cấu hết sức chắc chắn. Không nhiều nhưng đủ để tạo một hy vọng cho ngành công nghệ sinh học thực phẩm. Ở thời điểm hiện tại, công nghệ làm thịt nhân tạo vẫn ở bước sơ khai, nhưng ai cũng mong chờ các nghiên cứu tiếp theo để tạo ra một loại thịt đủ sức cạnh tranh trên thị trường.